Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khám nghiệm hiện trường, mấu chốt lật tẩy màn kịch tai nạn giao thông. Ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại đèo Bảo Lộc, nhiều người dân qua đường đã thấy một vụ tai nạn giao thông khá hy hữu. Một chiếc xe ô tô bị lao xuống vực sâu từ độ cao 50m. Ban đầu sự việc được cho là một tai nạn nghiêm trọng do chiếc xe mất lái. Tuy nhiên, đội ngũ pháp y và điều tra viên nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu bất thường ngay tại hiện trường, làm sáng tỏ sự thật kinh hoàng đằng sau cái chết của nạn nhân MHV, sinh năm 1986, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, người đi cùng xe với Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi nhận tin báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đu dây xuống vực, phá cửa ô tô, đưa hai nạn nhân lên. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu hiệu bất thường như nạn nhân không có chấn thương, không có vết máu do va chạm và phần túi khí ở ghế lái đã bung cùng trên một chiếc xe và lao xuống vực. Thế nhưng anh V thì tử vong ngay tại chỗ, còn Trang thì chỉ bị thương nhẹ. Thực tế, nếu người đàn ông này chết vì va chạm trong tai nạn, những dấu vết thương tích của nạn nhân sẽ phải trùng khớp với cơ chế của một vụ tai nạn xe ô tô mất lái và lao xuống vực. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Qua những chi tiết này, lực lượng điều tra củng cố thêm nghi vấn. Đây không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là một âm mưu giết người được lên kế hoạch. Khám nghiệm tử thi phát hiện chất độc cyanua trong cơ thể nạn nhân. Từ những nghi vấn trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cho tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Tiến hành các thử nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện chất cyanua, một chất cực độc có thể gây tử vong trong vài phút sau khi nạn nhân uống vào. Sự hiện diện của cyanua trong dạ dày của nạn nhân là bằng chứng không thể chối cãi về việc nạn nhân đã bị đầu độc trước khi ô tô lao xuống vực tại đèo Bảo Lộc. Tại cơ quan công an, Trần Nguyễn Thu Trang đã phải cúi đầu khai nhận hành vi giết người. Tuy nhiên, Trần Nguyễn Thu Trang đã không chỉ tính toán kỹ lưỡng việc hạ độc nạn nhân mà còn cố tình tạo ra một kịch bản tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc, hòng xóa dấu vết tội ác. Từ lời khai của đối tượng cùng các chứng cứ thu thập được qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang để điều tra làm rõ vụ án. Theo lời khai ban đầu, ngày 20 tháng 10, trên đường di chuyển từ thành phố Cao Lãnh về thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nguyễn Thu Trang đã sử dụng chất cực độc trên để đầu độc anh V chết. Sau đó, người phụ nữ này chở thi thể nạn nhân tới một nhà trọ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở lại qua đêm. Đối tượng cho rằng thời gian gần đây, ngoài quen mình, anh MHV còn quen một cô gái khác. Điều này khiến Trang vô cùng tức tối. Cơn ghen tuông mù quáng lên tới đỉnh điểm. Ban đầu, đối tượng có ý định tự tử, nên đã lên mạng đặt mua thuốc độc cyanua với 6 viên dạng nén. Nhận được thuốc, Trang lấy một ít hòa vào thức ăn cho con mèo ăn thử. Khoảng 2 phút sau, con mèo lăn ra chết tức tưởi. Thế nhưng, thay vì đầu độc chính mình như dự tính ban đầu, Trần Nguyễn Thu Trang quyết định quay sang đầu độc bạn trai. Tâm lý của nghi phạm Trần Nguyễn Thu Trang khi thực hiện hành vi. Đằng sau hành động này, theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, có một mô hình tâm lý đặc biệt của những người phụ nữ rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng trong tình cảm. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Trang và ông MHV có quan hệ tình cảm, song gần đây trở nên căng thẳng hơn khi nghi phạm nghi ngờ ông V đang có mối quan hệ ngoài luồng. Chính tâm lý ghen tuông mù quáng đã khiến Trang rơi vào trạng thái mất kiểm soát và cuối cùng là chuyển hướng giận dữ sang hành vi của kẻ giết người. Kế hoạch lao xuống vực sâu tại đèo Bảo Lộc với mục tiêu là chấm dứt sự sống, cho thấy tâm lý cùng chết với nạn nhân, một tâm lý điển hình khi tội phạm không còn lối thoát. Từ lời khai của nghi phạm kết hợp với các bằng chứng pháp y cho thấy đây là một vụ án mạng. Mặc dù đã có tính toán, Trang vẫn không ngờ rằng công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã phanh phui toàn bộ sự thật. Những dấu vết dù nhỏ nhất tại hiện trường hay trên thi thể nạn nhân sẽ là chìa khóa mở ra toàn bộ sự thật, điều khiến nghi phạm phải tâm phục khẩu phục, cúi đầu khai nhận hành vi giết người. Vụ đầu độc cyanua ở Đồng Nai, hàng xóm sốc về nghi phạm. Chiều ngày 5 tháng 7, nhiều người dân tại giáo xứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về việc 5 thành viên trong gia đình ở địa phương lần lượt qua đời nghi do bị đầu độc bằng cyanua.
Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, để điều tra về tội giết người. Căn nhà gia đình có 5 người qua đời là một tiệm bán cơm tấm trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh. Bà Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi, sống cách tiệm cơm khoảng 200m, cho biết mọi người quá sốc khi biết bà Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột. Trong số 5 người chết bất thường có cả chồng và con trai của Bích. Theo bà Hương, khoảng tháng 10 năm 2023, ông NTTT, sinh năm 1985, chồng Bích, sau 8 lần đi bệnh viện điều trị với triệu chứng tức ngực đau tim, đã qua đời. Người dân địa phương trong giáo xứ Bắc Minh đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người xem cái chết của T là như số trời đã định. Khoảng 2 tháng sau, ông Nguyễn Văn Hải, cha Bích, cũng đột ngột qua đời với triệu chứng tức ngực, đau tim, nôn ói, giống hệt con rể. Một lần nữa, người dân địa phương cũng vô cùng xót xa, đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người cũng không thấy lạ gì bởi ông Hải từng có tiền sử bệnh tai biến. Thế nhưng, khoảng 1 tháng sau, bé M, con Bích, bất ngờ đau bụng, tức ngực dữ dội. Khi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, bé M đã không qua khỏi. Lúc này, người dân địa phương bắt đầu đặt câu hỏi vì sao gia đình ông Hải liên tục có người chết trong thời gian ngắn. Chúng tôi bàn tán chắc do người nhà đi coi thầy chôn cất T, chồng Bích, không đúng giờ tốt nên gia đình bị trùng tang, đi viếng đám tang, nhưng ai cũng hoang mang, thoáng chút lo sợ, bà Hương nói. Theo người phụ nữ, xuyên suốt thời gian diễn ra lễ tang của con trai, Bích không có biểu hiện đau buồn khóc lóc. Chôn cất con xong, Bích vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt, bình thường. Bích nói, con trai có gen di truyền giống cha, phát bệnh và chết giống cha nên không có gì bất thường, bà Hương kể lại với vẻ thất thần. Tiếp lời bà Hương, ông T, 51 tuổi, ngụ địa phương cho biết, khi đứa cháu ngoại và cháu nội ông Hải tiếp tục qua đời, người dân địa phương bắt đầu kinh hãi. Họ không hiểu vì sao trong thời gian chưa đến một năm mà có đến 5 người trong gia đình ông Hải chết liên quan đến vấn đề tim mạch, nôn ói. Theo ông Tê, nhà có nhiều người chết như vậy nhưng mọi người thấy Bích không bộc lộ nhiều cảm xúc khi đi ra đường. Bích vẫn tiếp tục bán cơm trưa và đi ăn nhậu vào buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra. Có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà chết vậy có sợ không? Bích nói cô có đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà chết nữa. Ông Tê kể lại với vẻ mặt bàng hoàng. Mới đây, cháu nội ông Hải là NHBT 18 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Tê được xác định ngộ độc chất cyanua. Gia đình bên ngoại của anh NHBT đã làm đơn trình báo công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột và đã bắt giữ Bích. Tại cơ quan điều tra, Bích thừa nhận hành vi đầu độc cháu của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.